Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Chia sẻ học tập Quần thư trị yếu 360 Chủ giảng thầy Thái Lễ Hút Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia Tập 102 Có nhiều phiền não chính là do chỉ nghĩ cho chính mình Tự tư tự lợi Sau đó cầu không được nên mới đau khổ Chẳng gì bản thân mình Giúp đỡ người khác Giúp người khác được lợi ích Chúng ta còn vui sướng hơn họ nữa Niềm vui chân thật Ngày hôm đó Thanh thiếu niên Ba mươi mấy em Quỳ lại cha mẹ Bao nhiêu giáo viên Trưởng bối ở bên dưới khóc Nhiều hơn những người ở bên trên Họ vui mừng mọi người xem chữ mệnh của vận mệnh viết như thế nào một người cúi đầu xuống thì vận mệnh liền thay đổi đặc biệt là họ cúi đầu lại cha mẹ có thể cảm kích đại ân đại đức người này tâm niệm vừa sanh lòng báo ân Tri ân, báo ân thì đâu có đạo lý giận mệnh không được thay đổi chứ Chúng tôi hy vọng nhiều vào mỗi một đứa trẻ 13, 14 tuổi Có thể cúi đầu xuống Tốt nhất là lúc sinh ra là có thể cúi đầu xuống Hiện nay chúng ta thấy những đứa trẻ 3, 4 tuổi cúi đầu làm vui cho cha mẹ Chúng ta không hổ thẹn với thế hệ sau không thể để cho chúng đi đường vòng với cuộc đời chúng ta nữa Chúng ta từ nhỏ đã tự tư tự lợi Ngay cả việc cúi đầu trước cha mẹ Đầu không cúi xuống được Rốt cuộc phải miễn cưỡng cúi đầu xuống Cho nên cần phải thật thà Chứ không phải là có hiểu hay không Có muốn làm hay không Cứ làm đi Làm đi rồi mới biết Hóa ra cúi đầu xuống Rất là thoải mái đột nhiên cảm thấy dập đầu xuống quỳ xuống nói chuyện với cha mẹ rất khoan khoái đứng nói chuyện với cha mẹ thì không thoải mái điều đó chỉ có làm mới biết được thật sự đối với cha mẹ chúng ta không ngạo mạn không oán giận thì tâm linh sẽ hồi phục được sự chân thành như vậy thì thật sự dễ chịu đối với cha mẹ vẫn còn bất mãn vẫn còn thành kiến vẫn không vui vẻ nhất định sẽ không biết được niềm vui chân thật của đời người là gì buông xả những dục vọng những tập khí này thì chân tâm mới có thể hiện tiền ở đây nói đến giữa vua tôi là có đạo nghĩa không chân thành thì không thể cùng làm việc chính là không thể cùng làm việc với nhau có một lần hoàng đế thái tông đối diện với một người dân thư nói là trong triều có nịnh thần nịnh thần đó là mưu tư dục một quan tân bốc xu nịnh Thái Tông nói Bề tôi của ta đều là người hiền lương Không có người tà nịnh Làm sao mà ông nói có người tà nịnh vậy Rốt cuộc người đó nói Bấm Hoàng thượng Chỉ cần ngài Làm ra vẻ nổi trận lôi đình Đột nhiên rất giận dữ Vô cớ gây sự Sau khi trách mắng xong Nhìn xem có ai dám đề xuất Bấm hoàng thượng Vừa rồi ngài đã sai Nếu như họ nói ra Thì người đó là người chính trực Nếu như họ không dám nói ra Thậm chí còn ủng hộ ngài Thì người đó là kẻ tà nịnh Thưa các vị học trưởng Cách này có hay không? Thái Tông liền nói Ngài nói Quân Dương Đối với cả nền chính trị mà nói Giống như đầu nguồn của con sông vậy Đầu nguồn đã bị ô nhiễm thì trung hạ lưu ở phía dưới làm sao trong sạch được chứ Quân dương không chân thành Thì làm sao bề tôi Cùng với nhân dân có thể chân thành được chứ Hiện tại quân dương Mong muốn bề tôi chân thành Chân chính Nhưng quân dương lại dùng sự Lừa dối giả bộ Nổi trận lôi đình để đối đãi với bề tôi, bản thân dùng sự lừa dối, sau đó thì muốn người cấp dưới chân thành, chân chính, điều này thì không thể. Đầu nguồn đã bị ô nhiễm thì làm sao nước trong sạch được chứ? Các chị đừng xem thường ý niệm. Nếu người lãnh đạo đều giả dờ làm như vậy, để thăm dò người cấp dưới, cái ý niệm này có bị lây lan hay không có chứ người cấp dưới cũng sẽ làm như vậy ảnh hưởng của người lãnh đạo đối với cấp dưới vào lúc nào ở mọi lúc ở mọi nơi các vị luôn đa nghi như tào tháo thì những người ở bên cạnh các vị cũng đa nghi như tào tháo thôi các vị luôn luôn phê bình người khác thì những người của các vị cũng hay phê bình người khác các vị hay nóng giận thì những người bên cạnh các vị cũng rất dễ nóng giận từ khi họ có được khả năng phân biệt không bị sự ảnh hưởng của các vị nếu không thì thông thường người với người sống chung sẽ ảnh hưởng với nhau cho nên thật sự phải có ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo luôn luôn cẩn trọng với lời nói việc làm của mình không nên hướng dẫn sai lầm cho những người cấp dưới lúc này mỗi một câu nói cần phải y theo kinh điển không nên theo ý của mình như vậy mới là thật sự yêu thương nếu không thì những người cấp dưới các vị là lãnh đạo họ sẽ nịnh bợ các vị dần dần các vị nói chuyện sẽ tùy tiện có thể hướng dẫn sai lầm đến thái độ sống tri kiến của cấp dưới Nếu như chúng ta không thâm nhập kinh điển Nhiều lúc chúng ta cảm thấy người đó rất tuyệt vời Thật sự là thái độ của người đó là sai lầm Thí dụ như chúng ta thấy phương pháp của người đó quá tuyệt vời Giả giờ nổi giận Thì có thể đánh giá được ai chánh trực Ai nịnh bợ Mai mà Thái tông quá trí tuệ Ông nhìn từ chỗ nào Từ khởi tâm động niệm nhưng không ngay thẳng cái ý niệm này là thủ đoạn không phải là chân thành thì quả sẽ công vẹo làm sao có thể có được bề tôi chân thành chánh trực chứ cho nên người tu hành trước tiên học chịu thiệt thòi không nên sợ bị người ta lừa gạt hãy sợ bị người lừa gạt luôn đa nghi như tàu tháo dù sao đi nữa bạn đã bị lừa một hai lần rồi chẳng phải đã học được bài học hay rồi sao sau khi học được có kinh nghiệm rồi họ thật sự lại đến lừa bạn nữa bạn cứ để cho họ lừa rốt cuộc có một ngày họ biết được các vị biết rõ ràng rồi vẫn không dịch trần họ Họ cảm thấy hổ thẹn Đương nhiên với điều kiện là Vấn đề do họ tạo ra Không gây hại cho đoàn thể Học vấn đều có thể tùy cơ mà ứng biến Hơn nữa xin chia sẻ với mọi người Nếu các vị không mắc nợ họ Họ muốn lừa gạt các vị cũng không lừa gạt được chúng ta đối với người không hoài nghi thật sự phát hiện họ có vấn đề thẳng thắn nhắc nhở họ với lại sự nhắc nhở đó không được nổi giận không phải là ghét họ cũng không đối lập với họ mà là thương cảm họ anh có minh đức vốn thiện không nên làm tổn thương chính mình như vậy từ đầu đến cuối họ không bị hành vi sai lầm của người khác Ảnh hưởng lên tâm chân thành của họ Cho nên Thái Tông mới nói Ông muốn lấy Bản thân mình làm tấm gương Để sự thành thật phân bố trong thiên hạ Nhất định không muốn dùng sự giả dối Hơn nữa ông vô cùng ghét tào tháo Hay dùng sự dối trá Ông nhắc đến Ngụy Vũ Đế Tào Tháo Đối với sự dối trá của họ Không nhắc đến Không tán động Tiếp theo Thái Tông nói như thế nào Kiến nghị của ông Tuy là rất có tâm Nhưng trầm Không chấp nhận Ông không trách mắng người đó Cuối cùng Ông ấy vì chân lên ý kiến đối đáp của thái tông tiến thoái đều là trí tuệ của đời người. Các vị không thể, các vị chân thành người đưa ra ý kiến, các vị xem thường họ, chèn ép họ, các vị vẫn phải tán thành họ. Vì quốc gia mà có cái tâm đóng góp, chúng ta không cần phương pháp của cấp dưới đưa ra, chúng ta cảm thấy không bằng phương pháp của mình. Làm ơn đi Phương pháp của anh tệ như vậy Phương pháp của tôi là tốt nhất Vậy là phiền phức rồi Sau này những người ở bên cạnh các vị Chẳng ai dám đưa ra ý kiến Hãy đưa ra ý kiến Liền bị người ta mắng là ngốc nghếch là dở tệ Được rồi để anh làm đi Vậy là các vị không thể dẫn dắt được họ Cái tâm cống hiến của họ Cái gì phải tán thán, Cái gì phải dạy họ Cái gì phải giúp họ không ngừng phát huy năng lực Thật sự là lãnh đạo tốt Là khi họ muốn rời khỏi vị trí công tác Thì có năm ba người năng lực giống nhau Có thể đảm nhiệm công việc đó Đây là người thật sự trung thành Nếu như làm chủ quả người khác đều không có năng lực Chỉ mình có năng lực Đó là những việc mà người rất nặng về danh văn lợi dưỡng đã làm Họ có ngã mạng ở trong đó Năng lực của họ chèn ép tất cả mọi người để phát huy Sư tử dẫn dắt đàn cừu Cừu cũng là sư tử Một con sư tử dẫn dắt cả đàn cừu Có thể làm cho con cừu trở thành sư tử Đây mới là người lãnh đạo giỏi Cừu dẫn dắt sư tử Sư tử cũng là cừu Cừu dẫn dắt cả đàn sư tử Đều làm cho sư tử trở thành cừu Sự thuộc lùi của họ Không dám đảm trách Dần dần bị ảnh hưởng rồi Tiếp theo là giữa cha con có lễ tiết không chân thành Thì sẽ không có lễ mà xa cách Giữa cha con có đạo phu tử thiên tính Cho nên giữa cha con là cung kính lễ độ Nếu không chân thành thì sẽ vô lễ Sau đó sẽ xa cách những lời giáo huấn trong đầy tử quy phần nhập tắc hiếu đều là sự lễ phép của con cái đối với người cha cứ làm đi làm lại thì sẽ thành nhân cách của chúng ta thưa ba con mới về con chào ba ba có khác không có cần uống nước không là những thái độ cung kính như vậy tiếp theo là giữa vợ chồng thì có ân nghĩa Giữa vợ chồng là có ân nghĩa Thật sự chúng ta thấy Nói đến đạo nghĩa Nói đến sự cung kính có lễ Nói đến ân nghĩa Đây là tâm chân thành Nó tương ưng với sự chân thành Không thành chính là đem ân nghĩa quan ra sao ót Là không thành Không chân thành thì sẽ ly dị Sẽ quên ân sau đó là ly dị quên đi công lao cực khổ lúc ban đầu của người bạn đời còn là ân đức lao động vất vả cho chúng ta chúng ta cũng vừa mới học xong không được áp hủi người vợ tào khang giữa vợ chồng với nhau ân phải báo oán phải quên để ở trong tâm là sự cống hiến và ân đức của người bạn đời bất kỳ sự xung đột nào đều không vui đâu có chuyện sống chung với nhau mà không có sự xung đột hãy buông bỏ tất cả thì sự chân thành liền xuất hiện kết giao bạn bè cần phải có tình nghĩa giao tiếp chính là kết giao bạn bè là có tình nghĩa nhớ tình bạn cũ không nói đến tình nghĩa không nhớ bạn cũ là không chân thành tắt tuyệt chính là vô tình mà đoạn tuyệt qua lại dùng đạo nghĩa để làm việc đối người tiếp vật đều có thể ứng đối thỏa đáng lấy đạo nghĩa để trong tâm tình nghĩa là gì nghĩa giả nghi giả trong sách trung dung nói có lòng nhân ấy là người chân chính Thân yêu người thân là đức lớn Nhân từ là nền tảng của việc làm người Thực hiện từ chỗ nào Thể hiện ra từ chỗ nào Trước tiên là từ hiếu thảo với cha mẹ mà bắt đầu Nghĩa giả, nghi giả Đạo nghĩa chính là những việc đã làm rất khéo Vừa sức Thí dụ những người trước đây Hãy có sự tranh chấp Là đi tìm những người có uy tín nhất trong gia tộc xin mời ngài đến để phân xử họ phân xử theo tình lý pháp luật và chiếu cố họ vừa nói xong thì đúng 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 là ông ấy nói đúng rồi mọi người đều phục tùng dùng đạo nghĩa để làm việc đối người tiếp vật đều có thể ứng đối thỏa đáng bởi vì lời nói của họ làm cho tất cả mọi người đều biết ông là vì sự lo nghĩ của những người đó vì sự lo nghĩ của đoàn thể cha tộc chánh niệm của mọi người được ông nhắc đến họ rất vui vẻ tiếp nhận sự khuyên giải của ông hợp tình hợp lý hợp pháp quan sát tỉ mỉ đến nhu cầu và tâm ý của đối phương hoặc là chân tướng của sự vật chữ khúc này chính là hiểu rõ ràng tường tận tình huống có thể quan sát tình hình thực tế không thể quan sát tình hình thực tế không thể quan sát tâm ý của đối phương những điều các vị nhắc đến Nói đến không giống với tình huống chân thật Đối phương sẽ cảm thấy bị hiểu lầm Sẽ khó chịu Cho nên không nên dội vàng đánh giá Trước tiên hãy khách quan hỏi thăm tình hình Chúng ta hiện nay có những lúc quá nóng nảy Khá là ngạo mạn Vì nhìn thấy một hành động liền lập tức đánh giá Hiểu lầm người khác Có một câu giáo huấn hay vô cùng Trước đây trong quyển tu dưỡng lời nói Chúng tôi có nhắc đến Luận tội của người khác Phải xét đến cái tâm họ phát ra lúc ban đầu Đừng câu nệ vào hậu quả sai lầm của họ Thí dụ Các chị nhìn thấy hiện tượng của họ các chị cho rằng họ đã làm sai rồi Nhưng họ làm việc đó với cái tâm có thể là vô cùng thiện Đột nhiên bị bạn bác bỏ Họ sẽ rất đau khổ Thí dụ đứa con thấy các chị trở về Hớn hở bưng ly trà nóng Dội vàng để cho mẹ uống nước nóng cho đỡ mệt Cho quá vui mừng Chạy quá nhanh bị té nhào Làm dở tan ly trà Mà bạn đã mua hết 30 đồng Vậy thì phải làm sao? Chữ phi này Con người chúng ta rất dễ dính vào hình tướng Hệ dính mắt vào hình tướng thì tất cả Tham sân si sẽ nổi lên Không dính mắt vào hình tướng Nhận thức được tâm của họ Thì lập tức lời nói của các vị liền cảm thông Con ơi mẹ biết là con gì muốn cho mẹ hết khác là muốn chăm sóc mẹ, cái tâm hiếu như vậy rất hiếm có. Đến đây trước tiên hãy thu dọn mọi thứ cho con gà. Con của các chị liền sững sờ, giống là chờ đợi sẽ bị trách mắng cơn gió xuân của các vị thổi đến như vậy, đứa con sẽ cảm động bao lâu. Đúng không? Kelly dở thì đã dở rồi, mắng nó thì có liền lại được không? Nếu các vị mắng đứa con mà Kelly có thể liền lại thì hãy mắng nhanh đi, mắng thoải mái. Kelly không liền lại được Sau khi mắng xong Rốt cuộc là tâm trạng đúng đắn cả cuộc đời của đứa trẻ Cùng với nhân cách khỏe mạnh quan trọng Hay là 30 đồng quan trọng Hãy cân nhắc đi Cái nào quan trọng hơn Nhân cách của đứa trẻ là đáp án tiêu chuẩn Đáp án tiêu chuẩn chỉ xuất hiện trong bài kiểm tra Trong tình huống thực tế rất khó xuất hiện Muốn xuất hiện thì phải học nhà nho Không xuất hiện thì vẫn là kiến thức Vẫn là học thuộc lòng mà thôi Đọc sách quý ở chỗ là thay đổi tính tình Tâm của mình tương ưng với sự chân chánh phúc hậu Tương ưng với việc luôn nghĩ đến người khác Hệ tương ưng thì những câu này các vị hiểu hết toàn bộ Bởi vì những câu này đều là tấm lòng của Bậc Thánh Hiền Các vị và họ đã cảm thông không phải muốn mọi người mỗi câu đều nói với các vị Học một phải biết mười Hiện tại biết mười vẫn chưa đủ Phải biết được tất cả Biết được phải phúc hậu Thì nhanh chóng chuyển tâm thành phúc hậu Đối với tất cả mọi người Biết được phải cung kính Thì nhanh chóng đối với tất cả người sư vật Phải cung kính Vì thì các vị học quá tốt rồi được rồi cho nên các vị tìm hiểu cái tâm của đứa trẻ nó thể hội được nó cảm thấy người mẹ là người hiểu con người của nó nhất các vị nói điều gì nó cũng nghe nếu nó cảm thấy người mẹ không hiểu được nó mỗi lần gặp đều trách mắng nó thì khoảng cách của các vị với đứa trẻ này càng ngày càng xa cấp dưới của các vị là một việc không đúng nhưng họ thật sự là gì đoàn thể trước tiên là các gì không trách mắng họ lập tức tán thành họ sai rồi cũng không sao đâu cái tâm của anh như vậy rất đáng quý về phương pháp chúng ta có thể nghiên cứu lại mà cái gì không trách mắng họ thì họ phản tỉnh càng sâu sắc hơn có đúng không chúng ta hiện nay buông thả cảm xúc nhất thời rút cuộc làm cho mối quan hệ giữa người với người bị ngăn cách một khoảng rất lớn rồi hơn nữa quan sát tỉ mỉ đến nhu cầu và tâm ý của đối phương hoặc là chân tướng của sự vật phải để ý đến tâm ý của đối phương phải tán thưởng thiện căn của đối phương những chỗ đáng quý không nên dùng những tiêu chuẩn quá cao của mình để đánh giá họ ví dụ chúng ta nói học tập có bốn giai đoạn học đạo lập quyền sau khi học xong có thể thực hiện để hành đạo sau khi tiến hành bất kỳ cảnh duyên nào Cũng đều đứng vững, Không dao động Đây là giai đoạn thứ ba Giàu sang mà không nên dâm Nghèo khổ không nên thay đổi Thế lực không thể khuất phục Tiếp tục nâng cao Thay đổi điều gì? Quyền biến Tùy cơ ứng biến Ngày nay cấp dưới của các vị Họ đối diện với sự việc Họ có thể đứng vững. Họ nói thưa lãnh đạo Chúng ta phải tuân thủ pháp luật Thật chẳng dễ Họ có thể đứng vững bất kỳ tình huống nào Họ đều cảm thấy phải tuân thủ pháp luật Nhưng rất có thể các vị đạt được quyền Các vị có thể phủ nhận sự đứng vững của họ không? Có thể không Các vị phủ nhận sự đứng vững của họ Vậy là phẩm chất riêng của họ đã bị các vị gạt bỏ mất rồi hơn nữa tại vì sao chúng ta lại gạt bỏ một người đối diện với cảnh giới mà có thể đứng vững không bị lay động như vậy vì thì chúng ta quá ngạo mạn rồi các vị chẳng có cách tán thán thiện căn đặc biệt của mỗi người những chỗ vô cùng quý chúng ta là tôi cảm thấy như thế này như thế kia đem một đống tiêu chuẩn của riêng mình để đánh giá người khác không có cách nào để thổ lộ tình cảm với mọi người không chỉ không ngạo mạn mà còn phải như thế nào luôn luôn phản tỉnh chính mình hiện nay chúng ta làm lãnh đạo cần phải thận trọng đặc biệt là sau khi học văn hóa truyền thống rất là dễ thứ nhất là đem đạo lý áp chế người khác Thứ hai là cho rằng điều gì cũng biết Giống như văn hóa truyền thống Điều gì cũng biết Nên không chịu học hỏi người khác Không thích học Đây là cái cảm bẫy lớn Nhận thức sai lầm Đã làm cho mình rơi vào trong hố Thứ ba là Không dễ gì phản tỉnh chính mình Chỉ có cấp dưới sai Đều kê đơn thuốc cho cấp dưới Thật sự là chính mình bị bệnh rất nặng thí dụ nói cấp dưới không chịu phản tỉnh xin hỏi chúng ta đã phản tỉnh chưa mình chưa phản tỉnh thì làm sao bảo thuộc hà phản tỉnh chứ đây không phải là chuyện rất thực tế sao thứ thứ những điều muốn cầu ở đứa con tôn thờ cha ta làm chưa được những điều yêu cầu ở cấp dưới thì chính mình phải làm trước mình chưa làm được Các chị yêu cầu cấp dưới phản tỉnh Vậy ta phản tỉnh chưa? Ta chưa phản tỉnh Mà yêu cầu cấp dưới Vậy họ có chấp nhận không? Chắc chắn là họ chẳng có cách nào chấp nhận Hơn nữa rất khó lý giải Vì vậy Người thật sự tuân thủ thứ đạo quân tử phải không có khuyết điểm sau đó mới phê phán được người bản thân chúng ta không có tập khí đó thật sự có thể phản tỉnh thì mới có thể nhắc nhở người khác làm cho người khác kiểm điểm lại sự không phản tỉnh của họ bản thân chúng ta chưa làm được thì không thể đi yêu cầu người khác nếu không thì người khác chẳng cách nào tiếp nhận họ sẽ không phục, chẳng có cách nào đồng tình với nhân tình xử lý, căn bản là không hiểu thứ đạo. hiện nay chúng ta yêu cầu con cái những đức hạnh gì, hãy hỏi chính mình đã làm được chưa. yêu cầu người trong gia đình trước tiên hãy hỏi chính mình, chính mình đã làm được chưa. hiện nay chúng ta rất dễ trở thành nghiêm khắc với người khác dễ dãi với chính mình Đây là thật sự là tu đạo Tu theo tà môn ngoại đạo Điên đảo rồi Trái ngược với phong cách của người quân tử rồi Thật vậy Thế không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm Ngạo mạn liền nổi lên Học được nhiều rồi Giảng bài nhiều rồi Có quyền lực rồi Những tập khí này đều nổi lên Vì sao tôi nói với mọi người suôn sẻ như vậy bởi vì những vấn đề này của tôi rất là nghiêm trọng cho nên nói những việc mà bản thân mình thường làm thì rất suôn sẻ ở đây cũng là sám hối gây đau khổ cho quá nhiều người rồi xin lỗi những người ở bên cạnh đã tín nhiệm mình không nên thuận theo tập khí phải trân quý tình nghĩa của họ sư ông lý bỉnh nam có một lời dạy thấy việc làm sai của người không chỉ trích mà phải giúp đỡ đức hạnh của ông matsushita thật tuyệt vời không phải ông kiếm được quá nhiều tiền ông có sự ảnh hưởng đối với toàn thế giới lớn như vậy chẳng liên quan gì đến sự giàu có của ông chỉ liên quan đến điều gì đức hạnh của ông ông đem tinh thần văn hóa truyền thống thực hiện ở trong công ty có một lần quản đốc của ông đi bệnh viện cùng với mẹ đúng ngày hôm đó công xưởng bị cháy tất cả cháy hết sạch tổn thương rất lớn trong lòng vì xưởng trưởng này nghĩ chắc chắn là sẽ bị mất việc rồi rốt cuộc ông masushita sắp xếp không cách chức ông xưởng trưởng mà điều phối ông đến một công xưởng khác sau đó nói với ông Mẹ của anh đã bị bệnh rồi. Tôi không trông nom được. Là cái sai của tôi. Anh nên nghĩ phép dài hơn, chăm sóc mẹ cho hết bệnh rồi hãy trở lại làm việc. Mọi người hãy nghĩ xem, người đồng nghiệp này cùng với ông đã mấy mươi năm rồi, là người của ông. Ông Masuzita có hiểu rõ không? Ông hiểu rất rõ ràng. Anh ấy chắc chắn là người rất có trách nhiệm Nhưng vì sao lần này trở nên như vậy? Bởi vì mẹ của anh ấy bị bệnh rất nặng Tâm không được an Cho nên ông Masushita tự mình phán tỉnh Vì sao mình làm chủ quản cấp cao Mà chưa thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình của nhân viên Cho anh ấy nghỉ phép để tâm của anh ấy được an sau đó còn phân công phụ trách làm xưởng trưởng Chuyện này xử lý khá là tuyệt vời Nếu anh ấy không an tâm lại nôn nóng đi đến bệnh viện Thì sẽ xảy ra chuyện Mọi người hãy suy nghĩ xem Làm lãnh đạo cần phải bình tĩnh Quá nghiêm trọng rồi Xin hỏi công xưởng bị cháy hết rồi Có hồi phục lại được không? Lúc này mà nổi nóng có tác dụng gì không? ngay lập tức ông matsushita tự phản tỉnh mọi người hãy suy nghĩ xem người nhân viên đó sau này sẽ ra sao đó là một lòng một giả trung thành cống hiến hơn nữa thái độ như vậy nhất định làm cho tất cả nhân viên hình thành một lực hướng tâm rất mạnh mẽ đối với đoàn thể người lãnh đạo như vậy đáng để đi theo khi gặp phải chuyện trước tiên là phản tỉnh chính mình không phải trách mắng người khác thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không bằng nhân hòa mỗi một người làm lãnh đạo khi các vị nói ba từ tôi xin lỗi đó là đối với sự tu dưỡng của các vị còn có đối với đoàn thể của các vị còn quan trọng hơn nhiều khi chúng ta nói không được câu xin lỗi thì đối với đoàn thể thậm chí đối với chánh pháp bị tổn hại lớn biết bao chúng ta thường hay đọc không cầu có công chỉ mong không có lỗi không thừa nhận lỗi lầm được thì làm sao có thể biết không có lỗi chứ sự ngạo mạn này làm cho mình không thể cúi đầu xuống không chịu nhận sai lầm sẽ hại chết chúng ta đệ tử quy nói nghe lỗi vui người cấp dưới nhắc nhở đúng nhanh chóng cảm ơn họ sau đó xin nhận lỗi vua tôi như cha với con người lãnh đạo trân quý cái tình nghĩa này các vị thật sự sửa đổi rồi vì người cảm động nhất khâm phục các vị nhất chính là thuộc hạ của các vị với cha mẹ với lãnh đạo chẳng có sự ngăn cách thì ai mà không mong muốn đó là chuyện vui của nhân gian ai mà không mong muốn nhưng phong khí của đoàn thể Phải dựa vào lãnh đạo để tạo thành Không thể đi yêu cầu người cấp dưới Trên làm dưới noi theo Gió thổi làm cỏ rạp xuống Vì vậy chúng ta học quần thư trị yếu Vì vậy yêu cầu đối với lãnh đạo là rất cao Tả sử ký ngôn, hữu sử ký ngôn Mọi cử chỉ hành động đều không phụ lòng trời đất nếu không thì khi nắm được quyền lực Thì rất dễ bị đọa lạc Hiếu Kinh nói rung rẩy lo sợ Như đi xuống vực sâu Như đi trên băng mỏng Được rồi Hôm nay Có một câu mà giảng chưa xong Mọi người không nên chấp tướng Tuy là một câu giảng chưa xong nhưng trích dẫn được mấy câu Về nhà phải học thuộc lòng đó Cái gì nhìn xem tôi lại chống nạnh Phát cáo rồi Tập khí nặng như vậy đó Phải học thuộc lời giáo huấn trong kinh điển Islam Mấy câu tôi vừa viết trên bảng Nó giúp rất nhiều cho việc tu đạo của chúng ta Đều là lời giáo huấn sâu sắc của bậc thánh hiền xưa để lại cho chúng ta tiếp theo là quan sát tỉ mỉ đến nhu cầu và tâm ý của đối phương hoặc là chân tướng của sự vật các vị hiểu được tình hình thực tế rồi hiểu được mọi người giúp đỡ mọi người trong việc này đạt được sự gợi ý đạt được sự chỉ dẫn chính xác họ đi một ngày đàn học một sàn khôn họ cảm ơn sự bồi dưỡng của các vị có thể làm được dùng đạo nghĩa để làm việc Đối người tiếp vật Đều có thể ứng đối thỏa đáng Quan sát tỉ mỉ đến nhu cầu và tâm ý của đối phương Hoặc là chân tướng của sự vật Chỉ có thường xuyên duy trì tâm chân thành Mới có thể làm được Thành tính, thành tính Chính là không nghi ngờ người khác Ở trong luận ngữ Phu tử có nói một đoạn Không đoán trước rằng người ta sẽ gạt mình đừng ức đoán người ta không tin mình nhưng khi gặp những người như vậy mình biết được ngay như vậy là hiền đấy mất nghịch trá chính là tiên liệu đoán trước không dự liệu trước người khác không giữ chữ tính lừa gạt bất ức bất tính không dự đoán người khác sẽ không giữ chữ tính bởi vì ngày nay chúng ta trước đó hình như ở đó ước đoán hình như ở đó dự đoán người khác sẽ lừa dối không giữ chữ tính hơn nữa thật sự đã bị chúng ta đoán trúng rồi như vậy có hay không chứ như vậy có phải là hiền nhân không ức diệt Chính là suy nghĩ ngược lại Họ phát hiện trước Được sự lừa dối và không giữ chữ tính này Như vậy là sự biểu hiện của hiền đức phải không? Khổng tử nói Là người hiền chính là đánh dấu hỏi Bởi vì Bị các vị đoán trúng một hai lần rồi Các vị càng tin tưởng vào sự phán đoán của các vị Rất có khả năng các vị hiểu lầm người khác khi sự hiểu lầm đã nghiêm trọng có thể cả cuộc đời người đó chẳng muốn gặp các vị nữa có đúng không hơn nữa đoàn thể có các vị xem việc đoán người khác như là kỹ năng mọi người đều suy đoán người khác vậy là phiền phức rồi hơn nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy như thế nào cái đoàn thể này đang phê bình người khác ở đó suy đoán người đó sẽ như thế này như thế nọ không nên nghi ngờ người khác nhân chi sơ tánh bổn thiện nên tin tưởng kính trọng mọi người đừng bất kính không nên suy đoán lung tung vì người khác nên khuyên họ điều gì nên nói với họ việc gì thì các gì hãy chân thành là tốt rồi không nên xen lẫn những suy đoán nghi ngờ tùy theo việc mà xét nên nhắc nhở họ khuyên nhủ họ không nên đa nghi như tào tháo hơn nữa các chị đã thật sự hoàn toàn tin tưởng họ thì sẽ không có những ý nghĩ này sự chân thành sẽ hiện tiền khi đạt được sự chí thành thì có thể biết trước được sự việc khi sự chân thành của các vị hiện tiền thì đức năng của các vị có thể được hồi phục rất nhiều chuyện chưa xảy ra nhưng các vị có thể biết được thậm chí hành động của một người các vị cũng có thể dự đoán trước được họ sẽ có những tình huống như thế nào các vị cần phải nhắc nhở họ xin lỗi anh tôi không thể tiếp tục nói thêm nữa bởi vì tôi vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó nhưng đây là giáo huấn của kinh điển tôi thực sự đã gặp qua những người như vậy sau đó những người ở bên cạnh họ nói mỗi lần bị anh ấy đoán trúng việc trước tiên là nhắc nhở tôi không nên như vậy tôi không nghe lời của anh thì sẽ có sự cố nhưng anh ấy nhắc nhở đều là vì trân trọng đối phương cuối cùng là chẳng dám hoài nghi lời của anh ấy nữa cho nên khi tâm chân thành hiện tiền thì năng lực rất mạnh các vị xem tam giáo thánh nhân đối với hiện tượng xã hội ở mấy ngàn năm sau đều có nói trong kinh điển nói rất chính xác có hay không ba ngàn năm trước phật đã nhìn thấy chúng ta hiện nay có một phần liền thấy thiếu một phần lo muốn cho bằng được người nếu có đôi chút lại lo vô thường tham dục cứ luôn tăng trưởng Gồm cả Lưu Bá Ôn Khổng Minh Các ngài Đã dự đoán sự việc mấy ngàn năm sau Rất chính xác Có hay không Đúng vậy Các ngài đã đạt đến cảnh giới đó rồi Được rồi Không nên mong cầu Các vị ở đó Biết trước vị lai Biết trước vị lai Các vị sẽ bị mê muội đó là điều tự nhiên cái gì buông xả tạp khí thì tự nhiên sẽ được hồi phục năng lực không phải mong cầu để có được chúng ta đọc tiếp câu thứ hai thì có thể biết cụ thể để làm sao nâng cao sự chân thành đọc xong câu này tôi sẽ giảng hai câu không phải chỉ có một câu mà thôi nhưng câu này chính xác là Giúp cho chúng ta biết được làm thế nào để nâng cao sự chân thành Không phải tôi dở trò mưu kế đâu Nếu không thì tôi sẽ không chân thành Chúng ta cùng nhau đọc Quân tử muốn tu dưỡng tâm tánh Không gì hơn giữ lòng chân thành Nếu muốn đạt đến chí thành Thì không gì khác ngoài việc giữ lòng nhân hành đạo nghĩa Dùng tâm chí thành mà giữ đức nhân có thể cảm hóa được người dùng tâm trí thành mà làm việc nghĩa có thể thay đổi phong tục xấu dùng nhân nghĩa mà giáo hóa người dân và cải thiện phong tục đó gọi là đức của trời vậy đoàn này dạy cho chúng ta tu đạo quan trọng nhất là dưỡng tâm nâng cao tâm cảnh buông xả tập khí cuối cùng là hồi phục minh đức mà phương pháp hồi phục chính là bắt đầu từ sự chân thành không có gì tốt bằng sự chân thành muốn đạt được sự chân thành thì làm như thế nào luôn luôn duy trì cái tâm nhân nghĩa dùng tâm chí thành mà giữ đức nhân dùng tâm chí thành mà làm việc nghĩa Tuân giữ nhân đức, thực tiễn đạo nghĩa, cứ như vậy mà làm. Các vị xem, nhân là không tự tư, nghĩa là không tự lợi. Buông xả tự tư tự lợi. Nhân là luôn luôn nghĩ đến người khác, yêu quý họ. Các vị muốn yêu quý một người thì trước tiên phải buông bỏ tự ngã. Chỗ bắt đầu này Luôn luôn nghĩ đến người khác Sau đó Làm bất cứ việc gì Dùng tâm trí thành mà làm việc nghĩa Tuân theo đạo lý Hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà làm Chúng ta xem Thời nhà Tùy Tiên sinh Tân Công Nghĩa Ông làm quan thích sử Ở Mân Châu Tỉnh trưởng của một tỉnh Ở nơi đó chỉ cần có người bị bệnh truyền nhiễm Thì người trong gia đình bỏ họ ra đường không chăm sóc Đây là đoạn tuyệt Đạo hiếu nghĩa Chẳng nói đến hiếu thảo Chẳng nói đến đạo nghĩa rồi Rốt cuộc tiên sinh tân công nghĩa biết được Các vị xem ông làm Hợp tình, hợp lý, hợp pháp Không làm cho người ta cảm thấy khó xử Ông mang những bệnh nhân này toàn bộ được di chuyển đến căn phòng lớn nơi của ông làm việc tìm thầy thuốc giỏi nhất đến chữa cho họ hết bệnh ông không hề quở trách những người bỏ rơi người thân ông là quan phụ mẫu do ông làm trước do ông làm được điều đạo nghĩa sau khi trị bệnh xong bảo người nhà của bệnh nhân mang họ trở về tất cả những người đó đến toàn bộ đều cúi đầu Họ chẳng dám ngẩng đầu lên, vì quá xấu hổ. Cho nên cả dùng Mân Châu gọi tiên sinh Tân Công nghĩa là từ mẫu. Ông đã cứu lấy được lương tâm của dùng này. Con người nếu như dứt bỏ cha mẹ, không màng đến nữa thì con người đã trở thành cái xác không hồn. Lương tâm đã chết trước rồi. Người xưa thà gì lương tri Mà bỏ đi tính mạng Chứ không muốn trái ngược với lương tri Mà sống cho qua ngày Toàn bộ hành vi của họ Dùng tâm trí thành Mà giữ đức nhân Tâm chân thành giữ đức nhân Luôn luôn nghĩ đến người dân Thì có thể giáo hóa Trước tiên tự chấn chỉnh chính mình Bản thân mình làm được đạo nhân từ trước Sau đó giáo hóa người dân hơn nữa tâm trí thành này lại hành nghĩa Có thể cải thiện được phong tục Làm cho tập khí xấu mất đi Thật sự đã thay đổi phong tục tập quán của dùng Mân Châu Biến hóa đại hưng Chính là lấy nhân nghĩa để giáo hóa người dân Giúp cho người dân đoạn ác tu thiện Hình thành phong tục Vị chi thiên đức Đức hạnh giống như đức của trời vậy Ông trời có đức hiếu sinh Như vậy chúng ta mới không uổng là Con cháu đời sau của các vị thánh nhân Cái duyên phận làm người này Được rồi Năm mới đến xin Chúc phúc với mọi người Đạo nghiệp tinh tấn Gia đình hạnh phúc Mỹ mãn Xin cảm ơn mọi người cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A Móc Gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm Đệ Tử Quy Thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật